Rocky hẹn với chiếc thuyền Noah gặp mặt. Bây giờ tôi tới đó. Bản thân cô cẩn thận một chút đi. Tiểu Bảo, chạy đi. La Quý, ông đừng ngủ, thức dậy đi. Mấy lâu nay ông cứ ở bên cạnh tôi, đuổi mãi cũng không chịu đi. Hy vọng là lần này anh có thể tai qua nạn khỏi. La Quý và Rocky tấn công lẫn nhau dẫn tới một chết một bị thương, nhưng trong đó có quá nhiều nghi vấn không thể giải thích được. Chúng ta phải mau chóng tìm được chiếc thuyền Noah, bởi vì hắn chính là nhân vật then chốt trong vụ án của chúng ta. Chúng tôi đã mở máy vi tính của Rocky. Toàn bộ tài liệu trong máy đều bị xóa hết, không còn sót lại một file nào hết. Có khi nào Rocky sợ xảy ra chuyện nên tranh thủ xóa hết mọi chuyện không? Làm sao Rocky biết bản thân sẽ có chuyện mới được chứ? Nếu người khác muốn làm vậy, trước tiên phải biết rõ mật khẩu máy vi tính của Rocky. Chỉ cần có mật khẩu, thậm chí có thể thông qua internet xâm nhập máy vi tính của Rocky, vẫn có thể làm được hiệu quả này. Thâm nhập qua mạng? Vậy mọi người có thử thông qua nhà cung cấp mạng tìm manh mối gì hay không hả? Nếu người đó thông qua VPN nước ngoài thâm nhập xử lý bảo mật, cũng rất khó tìm được địa chỉ của hắn. Nhưng mà tôi sẽ làm thử xem. Cảm ơn anh Simon. Vậy tôi đi làm việc trước đi. Là chiếc thuyền đó nữa, một người không lý nào có thể làm được nhiều chuyện, không lẽ có tổ chức? Nhưng nếu như có tổ chức, vậy thì chúng không cần cấp dưới như Rocky để mà trải hàng. Tổ chức dính líu quá nhiều người, không thể nào che đậy tốt như vậy. Tức là manh mối của chúng ta đứt hết rồi. Chị Đa, hôm nay tiệm lẩu có mở cửa không? Văn Kiệt à, tôi ra ngoài trả lời điện thoại đã. Tôi đi mua nước cho hai người uống luôn. Hai người uống gì? Cô mua cho Tiểu Bảo được rồi. Được. Văn Kiệt. Tiểu Bảo, ra đây một chút. Tiểu Bảo, xin lỗi nha. Chúng tôi muốn hỏi cô thêm một lần. Trong quá trình quay lén của cô có nghe được hay thấy được chuyện gì đặc biệt không? Tôi vừa nghe bọn họ nói là sẽ gặp mặt, tôi lập tức gọi cho chú rồi. Tôi liền đón taxi tới đó. Nhưng tôi hoàn toàn không nghĩ thì ra La Quy cũng đi theo tôi. Đừng có như vậy mà. Nếu không thì ông ấy sẽ không ra nông nỗi này, chú có hiểu không? Nếu không tại tôi nhất định đòi đi thì La Quy sẽ không ra nông nỗi như bây giờ, chú hiểu không? Tôi hiểu. Tiểu Bảo, đừng có vậy mà. Cô bình tĩnh đi. Cô đừng nên đổ hết toàn bộ trách nhiệm lên trên người mình nữa. Tôi biết là cô đã cố gắng lắm rồi. Tiểu Bảo à, hay là cô giao thẻ nhớ cho cảnh sát chúng tôi điều tra đi. Tiểu Bảo lo cho ông lắm. Không biết ông có tỉnh lại không? Văn Kiệt, Tiểu Bảo đâu? Cô cùng sếp Quy và CK ra ngoài rồi. Nè, Tiểu Bảo, uống chút nước trước đi. Không cần. Nè, con về Văn Kiệt ăn chút đồ đi. Con không ăn đâu, mọi người tự ăn đi. Con không thể suốt ngày không ăn uống gì. Má về tiệm lẩu đi, đừng có ở lại đây nữa. Anh đi về công ty lo dự án mới của anh đi. Mọi người đi đi, đừng có phiền tôi nữa được không vậy? Chị đã, mặc kệ cổ đi. Cổ từng tuổi đầu này rồi, tôi biết suy nghĩ. Chúng ta về nghỉ ngơi đi. Tôi đưa cô về.
Hy vọng thẻ nhớ của Tiểu Bảo có thể giúp được mình. Thật ra chiếc thuyền Noah này là ai chứ? Tôi cảm nhận được khoảng cách giữa hắn và chúng ta càng gần, biết rõ mỗi bước của chúng ta đi như thế nào. Tôi cũng có cảm giác đó. Thậm chí tôi cảm thấy hắn ở bên cạnh chúng ta, theo dõi từng hành động cử chỉ của chúng ta. Hy vọng thẻ nhớ của mình mối gì đó. Gần đây xảy ra nhiều chuyện, cũng may có cậu ở bên cạnh chăm sóc Tiểu Bảo. Cô đừng nói vậy, thực ra tôi cũng không giúp được gì. Tôi biết gia cảnh chúng tôi có vẻ phức tạp. Không biết Tiểu Bảo có nói cho cậu biết không, nhưng tôi nghĩ cậu cũng đoán được. Thực ra La Huy là ba ruột của Tiểu Bảo. Có những chuyện không phải chỉ vài lời nói thì có thể giải thích rõ ràng. Hy vọng cậu cũng hiểu tại sao Tiểu Bảo lại có phản ứng này. Có ai mà không có bí mật chứ. Nhiều khi có những chuyện thật sự rất khó nói ra. Tiểu Bảo quen cậu đúng là phước của nó. Hy vọng sau này dù xảy ra chuyện gì cũng không ảnh hưởng tới hai người. Cô yên tâm, tôi không để bất cứ chuyện gì ảnh hưởng tới chúng tôi. Sao cậu vào không gõ cửa vậy? Lúc nãy em gõ rồi, có thể là anh không nghe. Có gì không? Tìm tôi có chuyện gì? Em nghe má nói Quy Gia xảy ra chuyện, em gọi cho Tiểu Bảo thì không có ai nghe. Bây giờ Quy Gia sao rồi? Có phải Tiểu Bảo đau lòng lắm không? Quy Gia vẫn còn hôn mê trong bệnh viện. Tiểu Bảo không có gì, tôi sẽ coi chừng cổ. Phải thì tốt rồi. Nhưng mà em cảm thấy từ khi Jeff chết tới nay có rất nhiều chuyện không may cứ bao quanh chúng ta. Cậu Jeff, chú Bưu ở tiệm lẩu, bây giờ tới lượt Quy Gia. Nhiều khi những chuyện xảy ra trên đời này thật sự quan đường hơn so với thế giới ảo. Tôi từng cho rằng những chuyện tôi nghĩ đã là rất chu đáo tỉ mỉ. Ai ngờ thì ra nó vẫn còn một khoảng cách rất lớn so với thực tế. Nhân tính mãi mãi cũng khó tính toán nhất. Cho nên tôi đã quyết định thực hiện kế hoạch mới của tôi. À, lần trước anh nói cái gì B2C2C, phương thức quảng cáo và tiêu thụ. Đúng vậy. Lúc trước tôi từng tìm một nhóm người cùng tiêu thụ giùm. Ai ngờ đám người đó hoàn toàn không đáng tin, chỉ biết tạo phiền phức cho tôi. Cho nên tôi sẽ không dựa vào trung gian nữa. Từ một người sử dụng giới thiệu cho một người sử dụng khác. Thật ra game này hấp dẫn là được rồi. 1.0 cũng hot như vậy, 2.0 cũng được. Bọn họ chỉ thích chiêu thì cứ mặc cho họ tiếp tục chiêu đi, đừng để dừng lại. Lần trước Rocky đã sử dụng máy di tính này trao đổi với chiếc thuyền Noah. Nếu không phải tài liệu bị người ta xóa hết, không chừng có cơ hội tìm được chiếc thuyền Noah. Chắc chắn là các chứng cứ đã bị chiếc thuyền Noah xóa hết rồi. Tiếc là thẻ nhớ này không đủ dung lượng, chỉ xem được hình ảnh của hôm cuối cùng. Vừa mới nhận được tin, phát hiện loại thuốc chiêu lần trước đã đứt hàng, lại có bán ở khu quán Ba Trung Hoàng. Không lý nào, Rocky và Rio Rico đã bị tiêu diệt rồi, làm sao còn thuốc chiêu để mà bán kia chứ? Không cần tiễn em nữa, em tự về nhà được rồi. Không sao, tôi cũng muốn đi dạo xung quanh. Tôi đi với cậu. Cậu coi, đây là Chiêu Thao. Bọn họ không kiểm soát được bản thân thì bị người khác kiểm soát. Cậu nhìn đám người đó đi. Không biết bản thân đang làm gì. Tại sao bọn họ có thể coi thường pháp luật sử dụng ma túy ở đây vậy? Thế gian là vậy đó. Có những người phải nhờ cái này mới tìm được giá trị của mình. Cảnh sát! Cảnh sát! Giữ chứng minh nhanh lên! Cảnh sát! Cảnh sát! Bỏ chạy lấy xuống! Lấy chứng minh ra! Gì đây? Tôi kêu anh lấy giấy chứng minh ra! Gì? Có phải là xài thuốc không? Tôi nghi ngờ anh tàng trữ ma túy và sử dụng ma túy. Giữ chứng minh! Còn mấy người, lấy giấy chứng minh ra! Vào đây! Nhanh lên! Nè nè! Đừng lại! Đừng lại! Nè, đứng lại! Đứng lại! Đánh ra coi!
buông ra. Giang Kiệt, để tôi. Tiểu Yên, đưa tay đi. Chị Kỳ, tôi đưa hắn xuống trước. Đi. Đi. Cái Tuấn, sao con ở đây? Tụi con mới thử game xong. Đừng ở đây nữa, mau về nhà đi. Tôi đưa cậu xuống dưới. Cảm ơn. Vậy có ai biết cô không? Mẹ à, lời khai của người cuối cùng. Ok. Vẫn chưa xong sao? Gần xong rồi. CK, lúc nãy mới lấy lời khai ban đầu của họ. Tất cả không có tiền án, có nghề nghiệp đàng hoàng. Ai nấy đều nói do bạn giới thiệu mới sử dụng thuốc chiêu thôi à. Có nói nguồn hàng từ đâu ra không? Tất cả bọn họ đều nói có bạn bè có đường dây nên là mới mua theo. Còn nói nếu giới thiệu được khách mới, bản thân sẽ có thể mua rẻ hơn. Nếu đạt tới số lượng nhất định thì bọn họ còn có thể dùng thuốc chiêu miễn phí nữa. Cho nên bọn họ đã không ngừng giới thiệu bạn bè tham gia để lấy hàng. Bọn chúng sử dụng mô hình kim tự tháp. Cho dù bọn chúng làm vậy cũng phải có người liên lạc với người bán. Có lẽ là tay mặc áo sơ mi trắng đó, hắn tên Quỳnh Bách Lâm. Anh Quỳnh Bách Lâm, lần này chúng tôi bắt anh về đây là bởi vì có nghi phạm cung cấp manh mối cho chúng tôi. Nói anh cung cấp ma túy cho họ. Làm sao giải thích đi? Sếp à, tôi không có. Tôi chỉ vui vẻ chia sẻ với bạn bè thôi à. Anh có biết làm như vậy chúng tôi có thể khởi tố anh buôn bán ma túy không? Tôi không có thiệt mà sếp. Tôi là kiến trúc sư. Tôi biết sử dụng ma túy là sai, nhưng mà tôi thực sự không phải tội phạm ma túy. Anh lấy đâu ra thuốc chiêu này? Tôi và bạn của tôi trước giờ có sử dụng thuốc chiêu. Dũng dĩ bấy lâu đều lấy hàng của bán lẻ. Nhưng mà có một thời gian thuốc chiêu bị đứt hàng nên dừng chuyện sử dụng thôi. Ai ngờ mấy hôm trước có người không quen biết gửi tin nhắn cho tôi, nói với tôi là có thể mua thuốc chiêu. Hắn kêu tôi bấm vào đường link giao dịch với một người tên là Chiếc Thuyền Noah. Sau khi tôi thanh toán qua mạng xong á, thì hắn liền gửi thuốc chiêu cho tôi. Vậy hắn gửi cho anh bằng cách nào? Có tay bán lẻ nào giao cho anh không? Không có. Từ đầu tới cuối chúng tôi không hề gặp mặt. Hắn dùng bưu phẩm giao cho tôi thôi. Sao đến còn liên lạc với hắn hay không? Có. Hắn gửi tin nhắn nói với tôi, nếu như bạn của tôi có hứng thú thì cứ chia sẻ đường link cho họ đi. Đối phương ủng hộ thì đôi bên đều có chiết khấu. Madam sếp, tôi thật sự chỉ chia sẻ đường link cho bạn bè mà thôi. Tôi không có làm gì hết. Chia sẻ cho bạn bè không phải phạm pháp đúng không? Số điện thoại do nghi phạm Quỳnh Bách Lâm cung cấp đã xác định là một sim rác. Tạm thời chúng tôi không thể liên lạc với chủ máy được. Đồng nghiệp phòng IT đã bấm thử vào đường link của chúng thì là tài khoản vô dụng, không có gì hết. Bên giao nhận hàng tôi cũng hỏi rồi, bưu phẩm này lần lượt gửi tới 4 nước khác nhau, và những nước này đều có vẻ lạc hậu, cuối cùng mới chuyển tới Hồng Kông. Cho nên số thuốc chiêu này là do nơi này đóng gói vào trong bưu phẩm này, chúng ta rất khó tìm được. Hèn chi hắn lấy hàng không cần bán lẻ, sử dụng phương pháp đa cấp này mở rộng còn nhanh và an toàn hơn lúc trước. Những người lấy hàng của hắn toàn là người bình thường, đúng là muốn theo dõi cũng không thể theo dõi được. Không cần nhờ bán lẻ cũng có thể rải hàng. Cho dù Chiếc Thuyền Noah khử luôn Rocky cũng không ảnh hưởng công việc của hắn. Đúng là đau đầu. Mọi người tiếp tục điều tra, có gì báo với tôi. Yes, madam. Nghĩ sao? Những người từng tiếp xúc với Chiếc Thuyền Noah gần như chết hết rồi. Bây giờ còn lại một người có khả năng gặp hắn thôi. Tình hình của ông sao rồi? Chưa tỉnh lại. Có khi nào từ nay không thể tỉnh lại không? Sao lại như vậy chứ? Y tá, Tiểu Bảo, mau vô coi ổng đi. Tiểu Bảo, Tiểu Bảo, cho tôi vô trong gặp ổng đi mà. Chúng ta ra ngoài đi. Chúng ta ra ngoài trước đi. Bác sĩ làm gì? Ra ngoài đi. Bác sĩ sắp tới rồi. Bình tĩnh đi, bình tĩnh. Bác sĩ. Ada, sao hả? Bác sĩ nói đột nhiên não của anh bị xuất huyết nội, bây giờ đang làm phẫu thuật. Không cần phải lo quá. Có phải cả ngày nay Tiểu Bảo chưa ăn gì hay không? Phải. Cô đưa khổ đi ăn chút đồ trước đi, ở đây có tôi coi chừng rồi. Cũng được. Tiểu Bảo, đi ăn chút đồ với má đi. Con không đói. Ngoan đi, nghe chị Đa nói. Sau khi em vô bệnh viện không hề ăn uống gì, em vẫn không ăn uống sẽ không trụ được đâu. Lỡ con gục xuống thì tính sao chứ? Yên tâm đi, hãy có chuyện gì tôi sẽ gọi mọi người. Nè, đi nhanh lên.
Sao hả bác sĩ? Sao hả bác sĩ? Tình trạng của bệnh nhân đã ổn định, tạm thời không bị đe dọa tính mạng, nhưng giờ ở tình trạng hôn mê, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình trạng của ông ta. Cảm ơn bác sĩ. Tôi có một suy nghĩ, không biết có khả thi không? Bác sĩ nói sao? Bác sĩ nói ca phẫu thuật rất là thành công. Sau khi làm xong phẫu thuật, ảnh còn tỉnh lại một chút. Cho nên muốn ảnh cố gắng nghỉ ngơi để chích thuốc an thần rồi. 12 tiếng sau, ảnh sẽ có khả năng hồi phục. Có đúng là không có gì không? 12 tiếng sau sẽ tỉnh lại rồi. Hay là mọi người về nhà nghỉ ngơi trước đi. Vậy đó, con đã mấy ngày không về nhà rồi. Em ở lại cũng vô ích. Lát nữa Quy già thấy em tiều tụy như vậy thì càng không nên. Mọi người ở đây đi, tôi vô trong lo cho La Quy. Tiểu Bảo. Bỏ đi. Để cổ vô lo cho anh Quy đi. Cô cũng mệt rồi, hay là cô về nhà nghỉ ngơi đi. Văn Kiệt à, cậu đưa chị Đa về trước đi. Cũng được. Tiểu Bảo luôn cứng đầu như vậy, chỉ có cậu mới chịu theo nó thôi. Gần đây xảy ra nhiều chuyện, tôi cũng hiểu cảm xúc của cậu. Ngoài mặt nó làm như không quan tâm chuyện gì, thực ra trong lòng nó luôn chấp nhất chuyện mình không có ba. Thật ra tôi cũng giống như cổ, từ nhỏ đã mồ côi ba, cho nên tôi hiểu rất rõ. Tôi nghe Tiểu Bảo nói, nó nói năm cậu 12 tuổi, ba cậu đã qua đời. Phải. Lúc đó ba tôi ra đi đột ngột, sau đó còn lại mình tôi, không còn người thân nào hết. Không sao đâu Văn Kiệt, từ nay cậu có thể coi chúng tôi như người nhà. Để anh Huy khỏe lại, cả nhà chúng tôi sẽ cùng cậu ăn một bữa ngon, cùng nhau vui vẻ. Cũng được, tôi cũng mong có ngày này. Cảm ơn cậu. Cậu cũng cố gắng nghỉ ngơi đi, sáng mai chúng ta gặp lại. Được, bye bye. Bye bye. Tiểu Bảo ở đây có khi nào không hay cho lắm không? Tính cách của cổ, cô không thể ép cổ đâu. Cứ mặc cho cổ ở lại đi. Nhưng bây giờ cổ như vậy, chúng ta còn gạt cổ, tạo hy vọng giả cho cổ. Trong lòng tôi có chút áy náy. Bây giờ cách gì cũng phải thử chứ. Chiếc thuyền Noah là người nào chúng ta vẫn chưa biết. Có thể là người trong công ty của La Quy, có thể là tiệm lẩu, thậm chí là anh em trong sở cảnh sát. Nếu La Quy thật sự đã gặp người này, tôi tin chắc hắn nhất định sẽ tới bệnh viện thôi. Đó chỉ là giả thiết của chúng ta, hy vọng không đoán sai. Đó là cách hay nhất trong lúc không còn cách. Định phải tới đâu tính tới đó vậy? Tôi nghe Tiểu Bảo nói, nó nói năm cậu 12 tuổi, ba cậu đã qua đời. Không sao đâu Văn Kiệt, từ nay cậu có thể coi chúng tôi như người nhà. Alo Văn Kiệt, em đã gọi điện thoại cho anh rất là nhiều lần, sao anh không nghe? Anh vừa mới bị đụng xe. Anh đụng xe hả? Không sao chứ? Không cần lo cho anh không sao. Có phải bây giờ anh đã phòng cấp cứu không? Em tới tìm anh. Sao Tiểu Bảo đi gấp vậy? Có chuyện gì? Đi đâu vậy? Gọi điện cho cổ kia đó. Alo sếp Quy, Văn Kiệt mới gọi cho tôi nói là anh bị đụng xe vô bệnh viện rồi. Bây giờ tôi xuống phòng cấp cứu tìm ảnh. Cô ta không sao chứ? Tôi không biết, tôi tìm được sẽ gọi cho sếp. Văn Kiệt bị đụng xe vô phòng cấp cứu rồi, cô xuống dưới tìm cô ta. Y tá, bạn của tôi tên Lý Văn Kiệt vừa mới đụng xe chuyển vào đây, cô có thể kiểm tra giùm tôi có ảnh ở đâu không? Phiền cô đợi một lát.
Nè, anh nhìn người này đi. Anh quỳ nhỏ madam, là tôi nè. Phan chết. Anh có biết là em lo cho anh lắm hay không hả? Anh không sao, chỉ bị trật một chút thôi. Bác sĩ nói anh có thể xuất viện bất cứ lúc nào. Lão quỷ đã đi rồi, La Quy đã nông nổi này. Em sợ là anh cũng sẽ có chuyện đó. Yên tâm đi, anh đã hứa với em, sau này sẽ luôn ở bên cạnh em mà. Không có gì đâu. Nửa đêm tại sao vô bệnh viện làm gì chứ? Tôi nhận được tin Quy Gia tỉnh lại rồi nên tới đây thăm ảnh. Tại sao lại lén đốt thập thò? Tôi thấy ban đêm người trong bệnh viện ngủ hết rồi, sợ làm phiền người ta. Có thang máy lại không đi, đi thang bộ làm gì hả? Tại tôi lẩm cẩm lên hơn một tầng nên mới đi xuống thôi. Anh nói có tin tức, là ai vậy? Chắc là người quen, người đó gửi tin nhắn cho tôi nói Quy Gia tỉnh lại muốn gặp tôi. Nè, bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Có phải lúc nãy Quy Gia đã tỉnh lại không? Anh tự mình hỏi ông đi. Thì ra hai người cũng đã gạt chúng tôi, làm tôi tưởng đâu là Quy sẽ mau chóng tỉnh lại chứ. Xin lỗi Tiểu Bảo, cô nghe tôi giải thích rồi. Thật ra bác sĩ nói xong. Cô yên tâm đi, sau khi phẫu thuật bác sĩ nói tình trạng của anh Quy đã rất ổn định, không bị đe dọa tính mạng. Nhưng mà tạm thời không biết khi nào thì anh mới có thể tỉnh lại được. Nhưng hai người không nên che giấu chúng tôi. Ai ra, cô đừng trách Cao Quy. Kế hoạch này do tôi đề nghị. Ban đầu tôi tưởng đâu làm như vậy có thể dụ được chiếc thuyền Noara. Nhưng người đó cả gan vào bệnh viện giết anh Quy hay sao? Nếu trước khi La Quy hôn mê đã gặp người này và chiếc thuyền Noa biết ông ta sắp tỉnh, chắc chắn sẽ làm như vậy. Nhưng bây giờ có lẽ đã bị hắn phát hiện kế hoạch này. La Quy, chừng nào thì ông mới tỉnh lại đi. Ông mau tỉnh lại đi, mau thức dậy, nói cho mọi người biết tên khốn nào làm ông thành ra như vậy. Mà còn nữa, ông có hai chuyện phải đích thân làm. Trước khi La Quy xảy ra chuyện, ổng nói sắp sinh nhật má, cho nên cố tình kêu con cùng ổng đi mua một món quà sinh nhật cho má. Ổng còn nói lúc trước thường tặng quà sinh nhật cho má, má đều không thích, cho nên năm nay cố tình kêu con ra chọn cùng với ổng. Nè, quà thì tôi tặng cho chị Đa dùng cho ông rồi đó, còn thiếu ông thôi. Ông phải tự mình ngồi dậy, đích thân nói với má một tiếng sinh nhật vui vẻ, có biết không? Nè, con sao rồi? Anh đưa em ra ngoài nghỉ ngơi nha. Con biết là má còn một chỗ muốn đi, nhưng con không yên tâm để má đi một mình. Sếp Quy, sếp đi với chị Đa đi. Đi thôi. Em sao rồi, vẫn thấy khó chịu à? Còn hơi đau bao tử nữa. Đương nhiên rồi, em không ăn không ngủ.
Mau uống hộp sữa đi. Cảm ơn. Đây đó, trái cây mua xong rồi. Cảm ơn. Không có gì. Sư phụ làm phiền. Hàng năm sinh nhật cô đều tới đây lễ Phật hay sao hả? Năm nào tôi cũng tới đây cầu phúc. Tôi không cầu gì hết, chỉ cầu Tiểu Bảo, anh Quy và anh sức khỏe dồi dào, bình an vô sự. Đó đã là quà sinh nhật tốt nhất của tôi. Tôi thấy mãn nguyện lắm rồi. À phải rồi, tôi đã xin 3 lá bùa bình an. Cái này cho Tiểu Bảo, cái này cho anh Quy, cái này cho anh. Tôi biết là anh không tin những chuyện này. Không phải, không phải là tôi không tin. Có điều là từ trước tới giờ cứ phiền cô lo cho tôi. Trái lại tôi, luôn cả hôm nay là sinh nhật của cô, tôi cũng không nhẫn. Tôi xin lỗi nha. Tôi và anh không cần nói những chuyện này. Nè, cầm lấy đi. Cảm ơn. Sao cũng được. Dù sao anh Huy cũng là ba ruột của Tiểu Bảo. Cho dù lúc trước anh làm bao nhiêu chuyện xấu, tôi cũng hy vọng lần này anh có thể tai qua nạn khỏi. Alo. Dạ Kiệt, anh đang ở đâu vậy? Tôi có chút chuyện không thể về sớm được. Em tới công ty rồi. Bây giờ em mở máy vi tính nhưng mà không thể vào game, không thể kết nối với máy chủ. Không hiểu tại sao nữa. Máy chủ của anh sập rồi hả? Tôi cũng thử rồi, đơn giản lắm. Cậu vào phòng máy chủ, tắt hết máy, sau đó reboot lại. Cũng được, để em thử. Bây giờ em ở trong phòng máy chủ, em coi có được không? Không được mới gọi em. Là má của Hà Tử Tuấn không? Là tôi, chuyện gì? Cậu Tuấn bị điện giật. Cái gì? Bây giờ nó có nghiêm trọng không? Chúng tôi đã gọi cấp cứu rồi. Cô mau tới coi nó đi. Tôi lập tức tới ngay. Sao hết Siki? Được rồi, tôi lập tức quay lại bệnh viện ngay. Giữ liên lạc đó. Bé Tuấn bị tai nạn, Siki đi coi nó rồi. Phải lập tức tới bệnh viện. Vậy đi nhanh đi. Thôi được, tôi đi trước đi. Ừ. Tuấn, hai sếp, tình trạng con tôi sao rồi? Con tôi từng bị điện giật, sau khi kiểm tra không có gì đáng ngại, nhưng vì vấn đề an toàn, tôi đề nghị tới bệnh viện kiểm tra kỹ hơn. Cảm ơn sếp. Bé Tuấn à, sao con bất cẩn vậy? Con cũng không biết nữa. Cậu ta vô phòng máy chủ tắt nguồn điện, ai ngờ vừa đụng vào thì bị giật. Lúc trước không hề có chuyện như vậy, chúng tôi sẽ cho người kiểm tra kỹ cầu giao.
xin lỗi. Lê Sĩ Kỳ, để tới bệnh viện rồi, cô từ từ đi. Bác sĩ, bảo cô bệnh nhân trong đó đi. Đứng lại. Cao Quy, có nhận ra tôi không? Tôi là con của Đại Quy, tôi chỉ là chiếc thuyền Noah. Gì đó? Cứu tôi với, bạn tôi xảy ra chuyện rồi, mau tới đây cứu ảnh đi. Bây giờ tôi đang ở sân thượng bệnh viện. Bây giờ tôi ở... Cậu là con của Đại Quy, cậu là chiếc thuyền Noah, tại sao lại như vậy chứ? Tại sao cậu lại giết nhiều người vậy? Không phải chúng tôi hại chết ba cậu. Không được bước tới, không được bước tới. Chị đã, tránh ra. Nghe tôi giải thích. Tại sao cậu lại làm vậy? Chị đã, nghe tôi nói. Nghe. Em ngủ bao lâu rồi? Hơn một tiếng. Em ngủ nãy giờ anh cũng không đánh thức em sao? Lâu rồi em không ngủ, khó lắm mới ngủ được nên để cho em ngủ. Alo CK. Tiểu Bảo. Ừ. Chúng tôi vừa mới phát hiện chị Đa rơi từ trên cao ở bệnh viện xuống đất, cấp cứu vô hiệu, xác định đã chết. Không thể nào. Không thể nào đâu. Bác sĩ, đồng nghiệp tôi sao rồi? Vừa mới tỉnh lại, không có gì. Cảm ơn anh. Ừ. Cao Huy. CK, sao hả? Có bắt được kẻ bí ẩn đó hay không? Hắn có phải là chiếc thuyền Noah hay không? Là Huy sao rồi? Là Huy không sao. Thật sự đã xảy ra chuyện gì chứ? Sao tự nhiên tôi lại ngất xỉu vậy? Cao Huy, anh bình tĩnh lại. Anh nghe tôi nói. Ada xảy ra chuyện. Ada xảy ra chuyện sao?
Xin lỗi, tôi phải chịu trách nhiệm rất lớn trong chuyện này. Không liên quan tới cô. Nếu như tôi bắt được tên hung thủ đó, Ada sẽ không sợ. Ada xảy ra chuyện là ngoài ý muốn, không ai đoán trước được. Ngoài ý muốn? Chính vì chúng ta cố gắng ngăn cản những chuyện ngoài ý muốn này xảy ra. Nhưng mà những chuyện ngoài ý muốn này lại xảy ra với những người xung quanh tôi, hết lần này tới lần khác. Tôi đúng là bất tài mà. Tôi không thể bảo vệ được cho họ. Tôi làm cảnh sát để làm gì chứ? Chẳng ra thể thống gì hết. Cao Quy, anh đừng ôm hết tất cả mọi chuyện vào mình nữa. Anh tiếp tục như vậy không thể chịu nổi đâu. Chính vì bấy lâu tôi không dám đối mặt với lại quá khứ của mình. Tôi đang lẩn trốn bản thân. Luôn cả tình cảm tôi cũng lẩn trốn. Bao nhiêu năm qua tôi không hề nói với Ada mối quan hệ giữa chúng tôi. Tôi không nói rõ với cổ. Bây giờ thì cả hai người đều gánh vác rất nhiều quá khứ. Thân phận là nhạy cảm, nhiều khi không phải chỉ vài lời nói thì có thể nói rõ được. Tôi nghĩ Ada sẽ hiểu. Cho nên bây giờ rất thích hợp với tôi, bởi vì tôi không cần phải nói gì hết, cũng không còn cơ hội để nói nữa. Làm người là vậy đó, nhiều khi rất hụt hẫng. Có nhiều chuyện chúng ta không thể kiểm soát được. Tôi gặp những chuyện tôi không thể kiểm soát cũng giống như anh vậy, cảm thấy rất hụt hẫng và rất vô vọng. Nếu chúng ta không phải là thân phận này, chúng ta sẽ không cần phải đối mặt, chúng ta sẽ không cần phải cực khổ như vậy. Chính vì chúng ta là cảnh sát, chúng ta không thể quên ý nguyện của chúng ta. Đó là trách nhiệm của chúng ta. Cho dù khó chịu cách mấy, khó khăn cách mấy, chúng ta cũng phải đối mặt. CK à, tôi thật sự chịu không nổi nữa. Chúng ta là người chấp pháp. Nếu luôn cả chúng ta cũng không thể giúp Ada, không ai có thể giúp được cổ.轻轻一转，竟走上分叉。